chào quý vị đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Vâng, anh chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào cô Vân Anh và xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay thì Vân Anh một lần nữa xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về hiếm muộn vô sinh và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ có hai phòng mạch tại vùng Orange County và San Diego, và bác sĩ Hồ Ngọc Minh cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Liên. Thưa bác sĩ Minh, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là thuốc giảm đau. Thưa quý vị, ai trong chúng ta thì cũng phải cần đến thuốc giảm đau trong rất là nhiều trường hợp trong đời sống hàng ngày của chúng ta, từ những cái đau nhỏ nhỏ cho đến những cái đau thật là đau, phải không bác sĩ Minh? Dạ vâng, không ai muốn đau hết. Cô Vân Anh, ok, đó là chuyện con người của chúng ta, không muốn ai muốn đau hết. Là vì thực sự ra cái đau nó mục đích lòng trời cũng sinh ra cái đau để thực sự nó bảo vệ chúng cho chúng ta. Vì mình khi mình sợ đau thì mình không dám làm những cái chuyện gì nguy hiểm. Có thể gọi là bị thương tích chẳng hạn, và cũng có thể là vì đau mà quý vị thấy rằng là mình sẽ thay đổi những cái gọi là những cái thói quen của mình để cho mình bớt đau chẳng hạn. Thì đó là những cái chuyện cái đau nó có tính cách là bảo vệ hơn là nó có hại cho chúng ta. Tuy nhiên đau nhiều quá thì mình chịu không nổi, đó là tại sao mà trong xã hội nào cũng vậy, trên thế giới lúc nào cũng vậy, tức là chúng ta sẽ cần tới những thuốc để mà giảm đau. Cái vấn đề là uống bao nhiêu thì đủ, và chỉ có thuốc giảm đau mới giúp đẩy lùi những cơn đau, hay có cách nào khác ngoại trừ thuốc không bác sĩ? Không, bây giờ trước khi chúng ta vào cái chuyện đó, chúng ta nói về thuốc trước, giải thích là tại sao nó đau cái đã. Đúng rồi. Ok, thì cái lý do nói thật, nói chỉ giải thích mà mình biết tại sao nó đau nữa. Cái gọi là cái tín hiệu nó đau đó, nó từ cơ thể mình, nó chạy vào trong đầu của mình, nó đi qua nhiều cái đường lối, qua nhiều ngõ ngách, có khi nó đi xa lộ 805, có xa lộ 15, ok, và đi qua nhiều cái ngõ ngách rất tùy theo người. 80 dặm giờ bác sĩ. Dạ, thì đó, có khi nó đi nhanh, có khi chậm, có những cơn đau nó rất là tê, là những cơn đau nó rất là dữ, đúng không? Nó đi rất là chậm, mà nó rất là lạ là cái bộ não mình là không biết đau. Đó là trong trường hợp mình thấy là người ta mổ não, gõ trong cái não không biết đau, nha. Chính cái não thì không biết đau. Đó là thì tại sao khi mà cái tín hiệu đau như vậy nó truyền qua nhiều cái con đường khác nhau, mình hiện tại mình không biết tại sao người ta đau. Đó là tại sao mà cái sự đau đớn nó xảy ra, nó thay đổi theo từng cá nhân, có khi nó tùy theo từng chủng tộc. Mình thấy, nó xin lỗi, có nhiều người bà mẹ đau khác, bà rên la kiểu khác. Đúng rồi. Có những người cắn răng, người phụ nữ Việt Nam mình cắn răng kiểu, đây là một nói chuyện là giống như người ta sinh đẻ đó. Dạ, dạ. Phụ nữ mình cắn răng kiểu đau rất là giỏi, right? Nhưng mà có những chúng ta là họ phải la lên thì khi rồi. Mà họ đau thì cái sự đau đớn nó thay đổi theo. Nhưng mà tại sao người ta cảm nhận được cái chuyện đau, thì trong đó cái dĩ nhiên là nó chạy theo cái đường dây thần kinh, nhưng mà trong đó nó có một cái hormone khác là gọi là prostaglandin. Cái prostaglandin nó phóng đại cái tín hiệu đau. Cái prostaglandin người ta phát hiện lần đầu tiên ở trong cái gọi là cái tinh dịch của người đàn ông, tại vì cái tinh dịch người đàn ông nó tiết ra từ trong cái gọi là prostate gland. Đó là tại sao mà người ta dùng cái chữ là prostaglandin. Nhưng mà sau này người ta khám phá là chỗ nào trong cơ thể mình nó cũng tiết ra prostaglandin, nó nhiều lắm. Và khi cái prostaglandin nó tác dụng là gì? Nó làm cho người ta, nó phóng đại cái tín hiệu đau lên, nó làm cho người ta bị sưng lên, làm chúng ta bị sốt lên. Thì những cái đó nói chung là thực sự là mục đích của nó là bảo vệ cơ thể mình. Chẳng hạn bây giờ mình bị ai đánh bầm dập, mình đau bị sưng, thì cái nó cũng dính dáng cái prostaglandin trong đó. Cho nên những cái thuốc giảm đau là nó được chế ra mục đích làm gì, làm sao để giảm bớt cái prostaglandin đó xuống, thì nó cắt đứt cơn đau, thưa quý vị. Nhưng mà tí nữa mình cũng có thể nói là mình có những phương pháp khác, mình không đến nỗi mình phải dùng thuốc nhiều để mình giảm được cơn đau, thưa quý vị. Dạ, thì tùy theo cái cơn đau đó và tùy theo là cái cơ thể mình có chịu được tới mức nào mà mình phải cần thuốc, hoặc có những cơn đau không cần thuốc, phải không bác sĩ? Dạ đúng, có những cơn đau thực sự ra nói thẳng là thí dụ bây giờ mình đau đầu chẳng hạn. Khi mình đau đầu, nhức đầu nhiều khi nếu mình lâu lâu nhức một chút xíu, một trong những lý do tại sao mình nhức đầu nhiều khi là mình bị uống nước không đủ, cơ thể mình thiếu nước, nó cũng thể làm cho mình đau đầu. Cho nên những chuyện rất là đơn giản là nhiều khi mình phải uống nước đầy đủ.
Rồi thứ nhì là mình thiếu không khí, mình làm việc stress rồi mình quên thở. Đó là trở lại chuyện thở và thiền trong chương trình trước chúng ta nói. Là có khi chúng ta nên ngồi xuống chú trọng thở một chút xíu, hoặc là ra ngoài kiếm một cái chỗ nào trong gọi là trong lành ha, không khí trong lành, để mình thở chút xíu, mình thiền một chút xíu, thì thực sự nó giảm đi cái cơn đau. Ngay cả những cái nghiên cứu cho thấy những người mà sản phụ mà khi mà sanh mà bị đau đến như vậy, người ta cho biết rằng là nếu mà những người sản phụ này mà họ tập cái kiểu thở theo kiểu thiền đó nha, thì cái những cơn đau của họ nó cũng đến nỗi mà gọi là dữ dội như vậy. Dạ vâng. Đó. Thì trước khi mình phải dùng những loại thuốc, mình có thể thử những cái phương pháp như vậy trước cái đã. Vì thuốc nó sẽ có những cái phản ứng phụ mà chúng ta sẽ nói tới. Nói thêm về chuyện tại sao đau chút xíu. Thì để một cái chất mà gọi là cái prostaglandin, mà gọi là cái chất mà phóng hiệu tín hiệu đau đó, nó được chế ra đó, thì nó phải có một cái chất xúc tác. Cái chất xúc tác nó gọi là COX, giống như COX-CYBO vậy, nó đánh bằng là COX, ok. Thì cái chất COX này á, nó là một cái chất xúc tác để kích thích cơ thể sản xuất ra cái prostaglandin. Thì bây giờ những cái thuốc giảm đau mục đích làm sao nó khống chế được, kiểm soát được cái COX đó. Cho nên mình trong trên thị trường bây giờ chúng ta thấy điều thứ nhất là thuốc Tylenol, ví dụ thuốc Tylenol chẳng hạn. Cái thuốc Tylenol thì nó cũng khống chế cái gọi là cái chất COX đó, hay là nó đại khái là cắt bỏ COX-CYBO. Nhưng mà nó cái hoạt động của nó thực sự ra ngay trong não mình nhiều hơn, nó không có hữu hiệu những cho những cái cơn đau ở ngoài. Nó tác dụng ngay trong não của mình, và nó nghiêng về phía giảm sốt nhiều hơn. Đó là tại sao mà cái thuốc Tylenol đó, người ta nó tốt cho việc khi chúng ta bị cảm cúm. Yeah. Bị cảm cúm, bị nóng sốt, nhức đầu này nọ, thì những cây Tylenol nó rất là good. Dĩ nhiên là mình thí dụ mình đau bắp thịt mình uống Tylenol nó cũng được, nhưng nó không hữu hiệu bằng những cái loại thuốc khác. Cho nên nhưng mà Tylenol nó sẽ có phản ứng phụ của nó. Cái phản ứng phụ của Tylenol là gì? Nếu mình uống nhiều quá nó có thể bị đau gan, nó làm cho mình bị hư gan. Cho nên mình cũng nên tránh không có uống nhiều Tylenol nếu mình cần, và khi muốn uống mình phải uống đúng cái bệnh của nó. Nói đúng ra thì thuốc giảm đau nào mình cũng có thể uống, có thể giảm sốt, cũng có thể giảm đau được. Tất cả những loại thuốc đều có cái đó. Nhưng mỗi cái thuốc nó sẽ giống như là một chuyên môn về một cái kiểu đau khác nhau nhiều hơn. Kế tiếp đó là mình nói thuốc Motrin, tức là Ibuprofen. Là thuốc thực sự không cần phải toa bác sĩ. Cái Ibuprofen cũng vậy, nó cũng kiểm soát cái gọi là cái COX, nhưng mà nó nghiêng về đau bắp thịt. Nó đau bắp thịt nhiều hơn. Rồi cái thuốc khác nữa là Aleve. Quý vị thấy là Aleve. Thì cái thuốc Aleve nó lại nghiêng về đau nhức xương. Thí dụ mình thấp khớp chẳng hạn, mình đau bị phóng thấp nè, thì muốn Aleve. Thì nó mỗi cái thuốc nó có cái tác dụng khác nhau. Hay quá. Cái thuốc Motrin đó, và người ta khám phá rằng là mình uống nhiều á, thì nó lại bị bệnh tim mạch. Là tại vì cái chất prostaglandin trong tim mạch nó có tác dụng làm cho mạch máu mình nó co giãn. Nhưng mà khi mình uống như vậy thì mình tuy là mình giảm cơn đau, nhưng mình làm hại tới cái chuyện là cái sự đàn hồi co giãn của cái những mạch máu của mình. Đó là tại sao những nghiên cứu mới cho thấy là mình uống cái những loại thuốc Motrin này kinh niên nó có thể làm cho mình bị bệnh tim mạch. Ok. Bây giờ nói chuyện tới thuốc mà có toa bác sĩ. Thuốc có toa bác sĩ đó là mình loại những loại thuốc mà có tính cách gọi là có thuốc phiện, trong đó gọi là á phiện, tức là những loại như là Tylenol số 3, gọi là Vicodin, tức là hydrocodone, hay là Ibuprofen, Oxycontin, những cái loại đó người ta hay cho những cái cơn đau nặng, thí dụ như là mình mới mổ xong, hay là những người bị ung thư này nọ, thì người ta cho những loại thuốc như thế. Những thuốc loại thuốc phiện nó có tác dụng giống như thuốc phiện, tức là nó tác dụng ở trong não của chúng ta, nó chặn đứng cơn đau là bằng cách là thực sự nó không hoàn toàn chặn đứng cơn đau, nhưng mà nó kích thích ở những cái trung tâm làm cho chúng ta tăng sự khoái cảm. Làm chúng ta dịu xuống, làm chúng ta gọi là đê mê ha, những cái đó thì nó gọi là cái những thuốc giảm đau có tính cách á phiện ở trong đó. Nhưng mà khi mình uống nhiều quá thì mình có thể bị nghiện. Nó là tại sao mà cô Vân Anh nói là những cái loại thuốc bác sĩ cho, cái vấn đề là nhiều khi bây giờ bác sĩ họ cho thuốc hơi nặng tay, tức là cứ việc cho nhiều để bệnh nhân khỏi gọi nó là bác sĩ ơi anh còn đau phải không? Nhưng mà cái chuyện đó nó có thể làm cho bệnh nhân bị ghiền mà không biết.
Dạ. Ghiền có nghĩa là sao bác sĩ? Ghiền tức là nó không, trời ơi họ ghiền, ghiền có nghĩa là thiếu thuốc thì chịu không nổi, đúng không? Khi mà chúng ta tới cái giai đoạn mà mình không có thuốc thì nó bắt đầu nó có tình trạng gọi là withdraw, tức là mình có thể là bị kinh phong, bị nôn mửa, bị xỉu này nọ, những cái đó. Mình hỏi thử mấy người ghiền thuốc phiện họ như thế nào, nhưng mà đó là những cái triệu chứng mà sẽ xảy ra. Dạ vâng. Chúng ta còn điều gì trước khi chúng ta thì cái chuyện quan trọng của chúng ta trở lại cái vấn đề rằng là mỗi cái loại thuốc nó có một cái phản ứng phụ riêng. Như mình nói trở lại thuốc Tylenol nó hư gan, những cái loại như Motrin này nó làm cho mình bị bệnh tim mạch, và thuốc gọi là có Afien thì nó làm cho mình bị ghiền. Cho nên trở lại có khi chúng ta nên uống thuốc đúng vừa phải, và mình rất là phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn là mình làm sao là khi mình uống vào đó thì mình phải đợi cái thời gian cho nó thấm. Nhiều khi có những người bệnh nhân nói mới uống một viên thấy nó cũng chẳng thấy nó giảm đau, thôi mình nện luôn hai viên nữa nha. Thì mình phải đợi cái thời gian để cho thuốc nó có hiệu quả, đúng không? Và dĩ nhiên trước khi mình uống thuốc mình cũng nên kết hợp những cái phương thức khác, giống như là cái chuyện rất đơn giản, trở lại cái chuyện hồi xưa mình xoa dầu, mình lấy dầu gió mình thô xoa này nó cũng đỡ đau đi, hay là mình hít thở chút, uống nước cho nhiều thì cái đó nó giảm bớt cơn đau. Thay vì mình nói là mình không có sự kiên nhẫn. Rồi cái chuyện thứ hai nữa mình muốn nói là mình uống vừa đủ thôi, đừng có uống nhiều, và mình uống đúng cái loại thuốc mình uống thì nó sẽ giảm bớt những cái phản ứng phụ không cần thiết, thưa cô Vân Anh và thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh trong chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay qua đề tài là tìm hiểu về thuốc giảm đau, và nói tóm lại là chúng ta cố gắng làm sao để mà uống thuốc giảm đau càng nhiều càng tốt, phải không bác sĩ? Dạ đúng. Tránh uống thuốc giảm đau càng nhiều càng tốt. Mình không nói là quý vị cắn răng chịu đau, nhưng mà mình nên có một cái khái niệm gọi là rộng rãi hơn chút xíu, tức là mình nói là không đến nỗi như vậy, mình có thể là mình chịu chút xíu và uống thuốc bớt những cái loại thuốc đó xuống, thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều, mà mong rằng chúng ta sẽ không có cần phải uống thuốc giảm đau trong thời gian sắp tới, phải không quý vị? Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.